tàn nhẫn, kể tàn sát không quá tàn nhẫn. Mà sao cảnh thảm khổ nó diễn ra như vậy không tự hay còn ghê hơn nữa? Còn ghê nữa chứ, như vậy thôi. Hello, tầm thường thôi, sao này nó còn khổ ghê nữa. Cái bởi vì Đức Thầy đã biết trước báo tin cho chúng sanh, nếu không tu sao này cảnh khổ như vậy đó. Người nào tu để vượt qua không có gì hết, còn không tu phải chịu lâm khổ, cảnh khổ chiều mai tới đến, nó sẽ đến. Hổ lan ác thú mua bệnh, lớp bay lớp chạy sau này đã đang. Ai mà ăn ở như ngang, đón đường nó bắt chết ăn giang hồ. Thế đó là thầy nói trắng trợn, nếu không tu trường khổ cũng ưng, đừng có trách sao không chỉ bảo. Từ nhỏ tuổi đến người trưởng lão, mắc trong vòng sanh tử luân hồi, xuống nghiêm đình thế tội hỡi ơi, đó mới có nơi địa ngục. Kỳ xả tội nay còn một lúc, sao chẳng tu lặng có hưởng nhờ. Gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, đồng bóng kia giống chi hưởng nấy. Địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cách chỉ tâm là quỷ hay ma, tiên hai bậc cũng là tại nó. Tu với tịnh biết làm chẳng có, nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu. Cảnh dương gian muôn thảm ngạc hầu, ngó dạng vật đài lầu chẳng có. Sông dưới núi trước kia mắt có, kia chết rồi thấy nó đằng nào. Ai biết đường sớm hãy sớm tổ đạo, kiếm đạo lý mà nhờ mà nhỏi. Chịu cay đắng tu hành mới giỏi, ta thương đời len lỏi xuống trần. Đạo vô duy của Phật ân cần, nối theo chí Thích Ca ngày trước. Câu cuối ngày không mà ở, chữ bồ đề như cội quá trầm. Gán giữ nuôi chữ đó trong lòng, mới được lượng liều hiệu quả. Thầy nói rõ ràng rồi. Thì gia đạo, thầy nói hết rồi. Nhưng mà thầy nói cũng trắng trợn. Tu không tu không ai mà tỉnh, mặc tình ai, tổng kính hay che. Thầy ra rồi, thầy nói đạo rồi mà không chịu tu thì mặc tình. Là ông nói rõ ràng kỳ xã tội nơi cồn út cao trắng tô đặng có hưởng nhờ, gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bông kiển giống kia hưởng nén. Ông nói trắng trợn vậy. Nhưng mà thầy dạy chúng sanh, thầy cũng cho kết luận lại tu hành nhiều kẻ chẳng vui nhiều lắm. Có người nghe đạo lý thì mê, kẻ nhúng người trẻ chi lão kiếm cơm nha. Bởi vì Đức Phật biết hết trơn nha. Vì Phật cái gì không biết. Cặp mắt thấy dòm xem tứ hải, thương hồng trần quan sát thấy xanh. Có quyền nhất thầy cũng báo tin hai chỗ. Con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau bị thảm sầu thiết tha. Chàng ấy nổi dậy phong ba, có con nhiệt thú nước mà người thôn. Đến chừng cuốn ấy phục trùng, bá gia mới biết người cùng là ai. Đó, thầy chỉ thầy sau phục nó thôi, chứ không ăn ngoài là thế giới này không ai mà làm gì được nó. Nó là xấu thần, biến quá được hết. Thì Phật nói đâu có, nói đâu thì có đó chứ đâu có sai đâu. Nhưng mà giờ chưa tới ở trên giờ này. Lù li hủ khách mấy tà đại cung, cái lưu quý báo của trời Phật ban cho Chúa mình, làm sao không giành được. Đua nhau mà qua hết. Hai ba công chúa tôi nói là nó đắc quả gì
Ai giờ có tiên ai hồi nó còn giá xé này tại ba con có dữ dằn nữa nè, phép tắt chỉ cần cho là nó qua đốt trần gian mình hả? Hả? Đốt trần gian mình hả? À, dữ dằn nó là nó tại ba con chúa trong cái đời đó, nó dữ dằn bởi vì mấy cháu nên là hiểu biết rồi ráng làm lành nó dữ. Là sao tới chuyện rồi nước kia nữa đung mừng thảm cho thế chuyện nảy trần đàn tay là tranh đấu tối ngày chẳng thôi kẻ hung chuyện đó làm mồi cho bày ác phú đền bồ tử thương dữ lắm. À, họ có cho biết rằng là tới việc rồi hổ lan ác thú mua bày lớp bay lớp chạy sau này đã ra ai mà ăn ở như nhau đón đường nó bắt chết ăn giang hồ lên đồ tổ xưa dữ dằn cái người thu cúi thu nó cúi đầu người không thu nó hầu nó ăn thoát khỏi không có là con đứng coi chơi chứ không có làm gì nữa một mình bởi vì thú nó dương lĩnh nè nó dương lĩnh nó lâu phải là khoảng gần ngày rồi. Dạ thưa ông Tư thì thầy mình cho biết là chừng nào bổn đạo hiểu thông đó ông Tư, thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi là sao ông Tư? Thì đây nè, tại vì người tín đồ ta hiểu rồi thiên cơ để lòng để trao tâm chỉ tánh mình để trao dồi đức tánh để sau này hưởng cái lời thượng cổ hưởng ơn thánh đức. Thì Đức Phật dạy là tu nhân hiền hậu cũng hay dạy đời phải rút lại cho tinh rút trong các lực các kinh tùy lòng không ép làm minh giảng này. Tại vì thầy mượn lời Phật thánh thầy giáo truyền cho chúng sanh. Dạ thì dịch bệnh chiến tranh này kia đó rồi thảm khổ đó sau này thầy mình về không ông Tư? Thầy về chứ. Tại vì những quốc ăn ban mà một tay tá quốc ăn ban nước nhà dưỡng chặt ơn là hỷ vinh bây giờ ta mượn kệ kinh là dạy sinh được chúng sanh kệ thầy trở về vậy thầy cũng chỉ rõ trên trời xuất hiện chữ duy quang minh sáng suốt là thầy mình là quang minh là thầy vua nha. Quang minh sáng suốt vậy thì dân ô thầy cũng cho biết rồi trên trời xuất hiện chủ dư quang minh sáng suốt vậy thì dân ô. Dạ thì sau chỗ khác thầy mình cho biết là đến mùi bá tánh biết tay là sao không Tư? Chừng gặp tuổi mùi thầy tuổi mùi là sao không Tư? Chúng sanh là sao gặp thầy là thầy là tuổi mùi nó danh tánh rồi. Tu hành sao được đức ấn mà gặp thầy vậy thôi rồi khổ lắm. Dạ, thầy nói là tuồng đời như pháo châm ngòi là như thế nào ông Tư? Tuồng đời như pháo châm ngòi, bá gia yên lặng mà coi cùng này. Nói việc rồi, nói việc cái đời như pháo, nó châm ngòi, nó liên lạc hết. Cái là không còn gì hết. Tuồng đời như pháo châm ngòi, bá gia yên lặng mà coi cùng này. Thầy cũng tỏ thật biết hết rồi. Ta diệt đời pháo trầm ngồi liên minh nhé liên dây. Có gì không huynh?
rồi ông nói đi. Dạ thì thầy mình cho biết là đến Thân Dậu y như thượng cổ hay là thầy đến nói Thân Dậu thánh thần náo động đó ông tư? Đến Thân Dậu tay đầy xám giang mà đến Thân Dậu như thượng cổ thì hết khổ tới mai để duyên trước trước thế là ngài Dậu thân mình tự là ngài thân sư. Thầy nói thiên cơ cái đó là qua không hiểu rồi. Nhưng chưa có là ý của thầy nói thì mình sao hiểu được ý đẹp của thầy là cứ hơi lưỡi nghe cái đó mình miễn nói. Biết nói chúng là chặt thì ông báo hiểu rồi. Lần thứ sót hả? Hạ Quân nay đã hết đời, phong ba biến chuyển, đổi dời gia can. Mình con người tu sát cảnh khổ này, gọi ta bà quá khổ, gọi ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tộc khổ, tịnh độ, vui tịnh độ nhờ vui, cảnh thanh minh xen đáng được rồi, nào ai rõ cái vui tuyệt đáo. Thầy chỉ đường mình lên cảnh đó, đó. Vì phần ta ước yêu mến đạo, chẳng trải chi trí khiển tài sơ, lấy lời xưa kết lợi tờ, cho sự chính rỗi nhàng xem xét. Dứt mê tâm, dứt điều hồng lẽ, gán cần tiên niệm Phật làm bằng, thường trao dồi chí hướng cao thanh, cho khỏi rạng con lành Phật giáo. Đã vậy rồi, mai sao mà. Mai sau nhiều cục đất cà đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa lập rồi cái hội luôn qua lặng cho coi thiền đức được là bao nhiêu gian tà hồn các cũng tiêu thảm sơn quá thánh chín chiều quận đạo. Thầy đó cho tín đồ biết mà sau này núi cấm này lôi lên vàng sau này núi cấm lộ lai mai bây giờ ba già ba tánh đâu có tin núi nọ chấn chở lộn lại đâu. Lúc đó thì nghe là anh em nói lại cũng gì không nghe là cách nạn chưa chạy mà không chịu chạy từ nhà tới cổ mới chết dữ vậy chết lại không cho ai rồi nó tấn công mình nên lúc đó nó không đủ lực lượng mà chống chọi nó vì đó tàn sát quá khứ mới chịu chết vậy chứ người ta nghe lời là cách mạng này chạy thì đâu có làm sao nó người chạy cũng nhiều mà còn cũng nhiều tàn nhẫn kìa tàn sát quá tàn mà sao cảnh thảm khổ nó diễn ra như vậy không tự hay còn ghê hơn nữa còn ghê nữa chứ như vậy thôi đâu đó là tầm thường thôi sao này còn khổ ghê nữa sao này thấy là bay hồn hay gì 10 phần hết 7 còn 3 tôi nghe anh em nói cho con không trong giáo lý trong bốn cuốn 10 phần hết phải còn 3 hết 3 còn 1 mới ra Thái Bình cái bởi vì Đức Thầy đã biết trước báo tin cho chúng sanh nếu không tu sau này cảnh khổ như vậy đó người nào tu là đi vượt qua không có gì hết còn không tu phải chịu lâm khổ
cảnh khổ chiều mai sẽ đến, nó sẽ đến. Bởi vì cho nên mấy em cũng có cái duyên đi qua. Ngày hôm nay là qua để hối về qua thành thần giáo lý của tư tiền của Đức Phật, để các cháu để tìm hiểu chân lý mà thực hành tu hành. Đời này móng trạng móng trợ mạng thưa. Nên cố, mấy cháu nên cố gắng làm lành lánh giữ, chuyên niệm Phật, cầu sanh Phật Pháp. Bởi vì Thầy đã báo tin rồi, kỳ lạy Đức Phật, dân năm chắc lệnh, Đức A Di Đà Phật Tổ, Đức Ngọc, Ngọc Đế, Đức Minh Như, năm chắc lệnh. Để hãy xuống dạ trần, mình hổ duyên nghe lời nói của Phật mới hiểu được, còn vô duyên không biết lời Thầy nói ra. Cái vô duyên là làm sao biết được lời Thầy nói ra. Từ trên tới dưới tượng hòa hai ơn châu báu ngọc ngà giàu trang, Thầy về tâu lại Phật đàn phú chinh nhỏ phú xóm làng bình an. Bởi vì lời này quý báu lắm cháu, lời cùng rồi mà Phật xuống đây phải cái quyền thứ nhất Đức Phật có nói dương trần khổ lắm, xưa nay không có mấy khi dương trần có Phật mà xuống trại đây à, mình được cái lớp Việt Nam mình có Phật xuống trại đây để dạy chúng sanh để tu hành tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ chừng lối đầu có kiến đi cùng. Quý lắm mấy cháu. Mấy cháu tuy là nhỏ tuổi nhưng cũng có cái duyên lành. Ngày nay gặp Phật Pháp hiểu được nên mới cố gắng để làm bổn phận. Dạ thưa ông Tư, thì Đức Thầy mình cho biết cái màn ba phong thần này nó khủng khiếp không ông Tư? Thầy không cần thái thế. Hồi xưa thì phong thần có một kỳ niệm Đức Thầy, không bằng cái thế ghê gớm, nó gì lia tiên rồi. Đức Thầy cũng cho biết á, đến việc rồi phong thần cái thế này chính trường mây ngạc hổ người tiêu thiều, kẻ trà gian sao bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thượng cổ. Bởi vì Thầy cũng cho biết thêm nữa, hùng dân lĩnh Tây Phương Phật Tổ nên giáo truyền khắp cả tu hành. Đời Phật trong Thầy đã nói rõ ràng như vậy. Đó, Thầy cũng báo tin biết rồi, có hạt hậu con chót này là hết đời, phong ba biến chuyển đổi đời gia ca. Khổ ghê lắm. Cái người tu thì vượt qua khỏi hết, còn người công tu phải lâm dấp rồi, cảnh khổ chiều mai sẽ đến. Sao như trần trí mến trần mê, mắt nhìn ngại quốc cảm thê, nam ban cảnh khổ hầu kề bên đây. Nó khổ ghê lắm mấy cháu ơi, ráng tu rồi gì Phật có chỉ đường cho mình đi rồi, mình phải nhìn cái giáo lý, tầm cái giáo lý. Tuy Phật đó là đi xa, coi giáo lý chính đoạn cũng như Thầy mình vậy. Thì Thầy Phật ở liệt sai xa mình thì có lễ lợi. Nhìn Phật giáo tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Vì thương dân ta kể mọi ngành, cho bác tánh làm lành lánh. Thầy nói trắng trợn cho mình hiểu biết. Nhưng mà Thầy cũng có hẹn mà, hẹn chính độ ra đi dặn lại ít lời cho trong bổn đạo, chớ lãng sao trì lầm tế có lung lao. Từ đây nhân vật mòn áo lần lần, mấy điều nhắc lại ân cần, bổn đạo xa lần nghĩ lại mấy hai. May mắn lắm là tu hành niệm nước cầu ai thượng quân hồi phục là ngày an cư.
hoặc là chỉ đường đi. Chớ mong yếm tụ ẩm hà, 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu có, ta nhắc lại theo dõi cho trẻ, cứ đâu lưng rừng rẽ đường kia, đã kêu lớn nhỏ quần về, chân hòa như sẵn, thầy đã 10.000 năm lẻ quá khứ rồi. Cái chuyện đó là qua không hiểu được, 10.000 năm lẻ quá khứ rồi, cửa nhà đâu con, ta nhắc lại thế giới con trẻ, cứ đau lưng đừng ghẻ đừng chia, cả kêu lớn nhỏ quỳ về, hiệp nhau. Cái 10.000 năm lẻ quá khứ rồi. Thế nào mấy em hiểu không? Dạ. 10.000 năm lẻ mấy em hiểu không? Qua cũng không hiểu, quá khứ rồi. 10.000 cái năm lẻ này quá khứ. Dạ, thưa ông Tư ơi, hồi xưa giờ ông có gặp thầy không Tư? Có. Hồi lúc tôi mẹ trưởng thành lên 5 tuổi thì lúc đó thầy về cái lốc. Dạ. Rồi mẹ tôi bồng tôi đi. Thì lúc đó tôi còn thơ ấu mà. Mẹ còn bồng nách đi. Thì lúc đó ở Trư Bồng đó, thì thấy thầy ở trên diễn đàn rồi. Thầy lên diễn đàn rồi, thầy nói chuyện lúc đó mình đâu quyết, nói nhiều lắm. Khi thầy xuống diễn đàn thì là công ba, tôi nhớ là người ta giật mà giật không được. Giật cho thầy đi, thầy phát tay, tôi còn nhớ. Thầy bước xuống thầy đi ra thì coi hai bên đều dẹt đường đi thầy đi. Lúc đó tôi còn nhớ thầy bận áo dài quần trắng, có hai người mang hai gươm hai bên đi hai bên. Thì sau này tôi lớn lên rồi tôi hỏi lại thì cha tôi nói là Nhật Bổn đi theo hầu thầy đó. Chỉ biết gì vậy thôi. Tôi nhắc một chuyện đó rồi mà tôi nói sao mày lúc mấy còn nhỏ còn nhớ dai vậy, con còn nhớ mà. Lúc đó thầy nói chuyện có bằng cái mì chô hay cái không có mì tô, nhưng mà thầy nói đâu cũng nghe được hết trơn á. Có sân vận động lớn lắm, sân vận động tối lóc á lớn mà thì ta đứng ngầu hết trơn, mà thầy nói là ai lâu ai cũng nghe ngộ cái đó. Vì thầy mình có cảnh báo á là cái dịch bệnh vừa qua có phải là cái bệnh chờ không, no chiều rồi lại đó mai không Tư? Cái đó có nói trong sách giảng, có nói trong giảng. Dương trần chấp dướng, binh trời từ đây, thiên trần cấm liệu bất phai, cháo rau lỡ dạ tháng nhà lo qua. Ngắn cùng bổn đạo lần xa, cái đó là trong ca bốn cuốn. Cái gì con biết báo trên trước ngặt thì mình không có hiểu hết. Cái gì Đức Phật cũng cho biết trước hết rồi. Vậy thì ông Tư, thằng Trung Quốc nó xâm chiếm Biển Đông như đó, nó có thành công hay nó thất bại ông Tư? cái đó chuyện bình luận về thế giới thì qua cũng thôi, chuyện đó miễn đi. Còn nói việc mình tu hành là gắn lo sốt sắng, lo tu hành làm thiện đi. Chứ chuyện cái thế giới là không thấy nó được. Dạ ông Tư, thầy nói là mai sau nhiều cuộc đắc cài đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa, mà đắc cài sao chạy ông Tư?
Ma sao nhiều cuộc đất cài đua nhau mà chạy lâu lại cũng xa lập rồi cái hội hôm qua. Lặng cho lặng coi thì đức được là bao nhiêu, đó là lập rồi rồi. Đó là giờ lo cất đền đài lộng lẫy đẹp to lỡ việc rồi cũng bỏ trâu xong. Tại vì thầy có nói đời này dành việc làm chi, đến việc ly kỳ cũng phải trâu xong. Chưa đến rồi thì cũng chạy bỏ. Cảnh khổ sau này khổ ghê lắm. Khổ là đi tới như tên rồi, ráng lo tu niệm Phật độ cho, cứu cho. Tại vì mấy em đi đây qua cũng nhắc nhở các em nhớ niệm Phật. Lục tự trì tâm bất diễn thì âm nguy của cả của mình quý lắm nha cháu. Qua thi là không bằng, chứ qua ở nhà cũng nhớ niệm Phật đi đều lắm. Cái sáu chữ Di Đà và phương pháp của Phật. Bởi vì xưa nay sáu chữ Di Đà có ít ai niệm lắm. Trì tâm trì quá nói bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào gạch tim đem để nó vào thì mới là khỏi máu đầu xuống rơi. Để sao đến việc đã tới rồi tu cho kiệt chiều mới cho thành. Ngày nay chim đã gặp rồi, gặp cành của mình gặp đó, gặp là chủ rồi, có chỗ đứng rồi. Mới tu hành nhiều kẻ chẳng ưa, mặt ai dèm chuyển, chớm chưa chẳng màng. Cái tu hành nhiều kẻ đâu ưa. Như vậy thầy nói là thiên cơ biến đổi can qua đẫm trong thế giới còn đôi ba phần là sao ông Tư? Nó phải vậy rồi đó. Bây giờ là bởi vì thiên cơ biến đổi can qua đẫm trong thế giới còn đôi ba phần. Nó phải đi rồi. Nó phải đi ngay rồi. Bởi vì Phật báo trên trước rồi. Giờ thế giới giờ biến động rồi đó. Giờ bắt đầu khởi chiến tranh. Chứ thầy là nó trước lâu rồi mới tới đấy. Cái gì Phật đâu có dấu diếm chúng sanh đâu. Nói cho chúng sanh hiểu biết làm mà lo tu hành. Cái đường đó là Phật cứu thôi. Chứ không tu thằng Phật đâu có cứu được. Thì tội ác vĩ đại là gặp cứu nhân quả, lực nhân quả đâu có thể làm được. Lực nhân quả thật là cao dưới một chút của kim chẳng làm được. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí, có ngày không cả. Thì Phật dạy mình khôn, mà dạy khôn từng thế, cái nào dạy ngu. Mình không nghe ông Phật đó, thì kể gì mình ngu rồi. Mình không biết việc đó, mình làm ác không. Không có làm được thiện. Thầy dạy nhân đạo của mình tu thầu nhân đạo tình cha con vợ chồng huynh đệ thầy chỉ hết rồi. Đạo sư chúa chặt dình câu chung thủy, đạo thầy trò cắt cốt duy cương, đạo cha con chặt chẽ chữ nguyên trường, đạo chồng vợ thuận hòa tiến thác, biết lễ nghĩa kính yêu cùng cô quá, nội tâm cùng nội tổ còn gì, thêm kính nhường anh chị kẻ có chi. Đó. Ai dạy đủ sơn đâu có chỗ sót nào. Tại mình không nghe lố lăng nói năng hỗn ẩu, hai chịu nghiệp rồi.
Thôi mình hiểu biết rồi mình tránh được quả bất lành kia trả dây xem. Đức Phật cho biết cầu cho đời sống lặng với em, đặng ba tánh an nhàn tu niệm. Người tu lại sửa tâm tánh mình. Yeah.